giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp hai nhóm công cụ tiếp theo. Đó là công cụ nhóm công cụ Sharp Tool, Blue Tool, Smooth Tool và công cụ Dog Tool, Burn Tool và Spong. Đầu tiên là công cụ Blue. Công cụ Blue thì như tên của nó, đó là công cụ sẽ giúp làm mờ, làm nhòe cái điểm ảnh đi khi mà di cái công cụ này đi qua. Thế thì công cụ này nó có mấy điểm cần phải lưu ý như sau. Chọn công cụ này, sau đó thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái vùng mà chúng ta muốn xử lý, nó to hay nhỏ như thế nào, mà chúng ta sẽ thiết lập lại cái kích thước của đầu công cụ. Đó. Thế ví dụ như là tôi có một cái vết lỗi nào đó mà tôi muốn dập xóa chẳng hạn, thì công cụ Blue này cũng là một trong những công cụ giúp chúng ta có thể là giảm thiểu được cái lỗi. Khi mà chúng ta di qua một cái vùng nào đó mà nó bị lỗi thì chúng ta có thể là gì đấy, làm cho nó nhòe mờ đi, nó sẽ lẫn vào các cái khu vực xung quanh. Tất nhiên là mỗi thằng nó làm một khác. Đó. Công cụ, nhóm công cụ Spot này thì nó trộn đấy lại điểm ảnh cũ với mới. Đấy, có thể các thằng Blue thì nó giải quyết bằng cách là giảm cái độ tương phản giữa các vùng ảnh làm cạnh nhau đi. Đấy, bây giờ chúng ta phóng thử một cái khu vực lên, chúng ta quan sát cận cảnh. Đó. Đây, độ vênh màu sắc là như thế này. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng công cụ Blue, chúng ta di vào đây, thì cái sự khác biệt giữa sắc độ các thứ thì nó bị giảm đi. Do đó gần như là chúng ta sẽ thấy là nó bị nhòe đi rất là nhiều. Trông là sẽ không rõ nữa. Thế thao tác này thì nó phụ thuộc vào mấy thứ. Một là kích thước của cái vùng làm việc của đầu công cụ nó to hay bé, đầu công cụ cứng hay mềm. Đấy. Strength là tham số là bao nhiêu. Strength này tham số càng lớn thì cái độ làm nhòe của nó càng lớn. Thì nó di nhòe đi càng nhiều. Còn nếu mà strength thấp thì di rất nhiều thì nó mới đạt được cái hiệu quả như thế. Thế về công cụ Blue thì nó đơn giản thế thôi. Và thường thường nó sẽ được sử dụng trong thao tác là muốn di nhòe một cái khu vực ảnh nào đó đi để giấu một số các cái thứ mà chúng ta cho rằng là nó không được, không cần nhìn rõ lắm đó. Hoặc giả trong một trường hợp khác, ví dụ như tôi ghép một cái đối tượng từ chỗ nọ sang chỗ kia, tôi lấy ví dụ như là tôi lấy một cái đối tượng A tôi ghép vào một cái hậu cảnh B. Ví dụ này, thì khi mà tôi để nó vào trong một cái hình ảnh như thế này thì thường là nó sẽ gây ra cái cảm giác nó tương đối là rõ, tương đối là ghép, tại vì là cái hình của nó rất là sắc đó. Thế thì để giải quyết cái việc này, để làm cho một cái đối tượng mới được ghép vào trông nó có vẻ là ăn vào cái hậu cảnh tốt hơn, thì người ta có thể xử lý bằng một trong các phương pháp. Thì trong các phương pháp đó thì là sử dụng công cụ gì đấy ạ? Công cụ Blue. Khi tôi sử dụng công cụ Blue, tôi đánh blue mờ cái biên của đối tượng đi thì nó sẽ không còn cái độ ganh quá so với lại cái hậu cảnh phía sau nữa. Và bằng cách là đánh blue cái biên đi thì những cái vùng nào đã đánh lưu biên rõ ràng chúng ta thấy nó có phải ăn vào hậu cảnh tốt hơn là những cái vùng mà chúng ta vẫn còn để sắc nét. Đấy, thì nó sẽ làm giảm thiểu cái cảm giác là bị cắt dán. Đấy. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái này. Hoặc một cách khác thì thực ra là tôi cũng đã từng giới thiệu với các bạn rồi, đó là chúng ta nhấp giữ phím Control và chúng ta click vào thumbnail của layer, xong đó thì chúng ta sẽ đảo ngược cùng chọn lại đó, invert, sau đó thì chúng ta gán cho nó một chút cái feather, ví dụ thường là chỉ là một pixel thôi. Bình thường như này là chúng ta đang chọn ở bên ngoài, không chọn con vịt, nhưng do chúng ta đã gán feather cho nên là nó sẽ lấn vào phía trong con vịt một pixel. Và do đó nếu chúng ta sử dụng cái lệnh mà xóa delete chẳng hạn thì nó sẽ xóa lấn vào cái biên của con vịt một chút. Thế và bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ làm cho cái biên này nó, thứ nhất là nó được tẩy xóa hết tất cả những cái bà bia, và thứ hai nữa nó cũng xóa nhòe bớt
với biên này đi. Đấy, nếu tham số feather càng lớn thì nó xoáy xoáy nhẹ càng càng kỹ. Nhưng mà thường thì chúng ta để một cùng lắm là hai pixel thôi. Đấy thì chúng ta sẽ làm cho cái biên này nó nhẹ nhẹ một chút thì nó sẽ lần vào cái hộp ảnh phía sau tốt hơn. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng công cụ blue. Thế còn trong trường hợp công cụ sharp thì sao? Công cụ sharp thì nó có một cái thao tác hoàn toàn ngược lại, đó là khi tôi di cái công cụ sharp vào trong vùng ảnh nào thì nó làm cho vùng ảnh được công cụ di qua trở thành sắc nét hơn. Thực ra thì cái thao tác này nó lại dựa trên nguyên tắc là tăng độ tương phản. Những cái vùng ảnh ở cạnh nhau mà màu sắc độ tương phản nó thấp thì nó sẽ lẫn vào nhau, nhòe vào nhau. Nhưng nếu như bây giờ tôi tăng cái độ tương phản cao lên thì chúng ta sẽ thấy là biên với các thứ nó rõ hơn, và do đó thì chúng ta sẽ có cảm giác là nó nổi rõ lên hơn, sắc nét hơn. Tuy nhiên công cụ này là một công cụ tương đối nguy hiểm, tại vì là khi chúng ta tăng độ tương phản thì nếu mà không điều tiết được cái sự tương phản này thì đôi lúc là nó sẽ quá đà, và quá đà thì nó dẫn tới cái tình trạng là cái vùng này nó bị cái trạng thái gọi là cháy điểm ảnh, do cái độ tương phản của các cái điểm ảnh cạnh nhau nó tăng lên cao quá. Và trước đấy thì thực ra là nó còn không có được cái này cơ. Ở các phiên bản từ CS 6 trở xuống, tức là từ CS 5 đấy, thì nó không có cái nút đánh dấu Project Detail này. Và do đó thì nếu như mà tôi di thì nó có thể lên đến hết độ như thế này, tức là tăng độ tương phản đến không có giới hạn, và nó dẫn tới là nó cháy điểm ảnh đến mức độ như thế này. Đấy, Protect Detail ít nhiều nó không bảo vệ được hoàn toàn, nhưng nó cũng sẽ dừng ở một cái mức độ nào đó đủ để cho chúng ta thấy rằng là nó nên dừng lại như vậy, nó sẽ không bị quá đà đến mức độ như thế này. Thì cho nên là khi mà các bạn làm thì các bạn cần phải lưu ý là cái checkbox Protect Detail này thì đừng tắt nó đi. Thứ hai là đừng để cái tham số strength mà nó quá lớn, có lẽ cứ để mặc định của chương trình được khoảng 50 gì đó. Thế và thao tác đối với công cụ này là một cái thao tác mà không nóng ruột được, tức là mặc dù Photoshop nó để cho chúng ta cái hiển thị là real time, tức là di đến đâu thì nó sẽ cố gắng là hiển thị ngay cái sự thay đổi đó, nhưng thực ra thì nó vẫn có một cái độ trễ nhất định. Đấy, sau khi di xong thì nó cũng phải có mất một thời gian tính toán nhất định nào đấy để nó sẽ thay thế cái trạng thái cho cái bức ảnh của chúng ta ở những vùng mà chúng ta di công cụ qua. Tuy nhiên là do cái độ trễ này mà chúng ta lại còn sốt ruột, và chúng ta cứ mắm môi mắm lợi chúng ta di mà khi mà chưa thấy nó thay đổi kịp, hiển thị kịp, mà chúng ta cứ thế chúng ta di tiếp thì nó sẽ lên tới một mức độ gọi là nó quá đà đấy. Đó. Và như thế này, mặc dù rõ ràng trông nó sắc nét hơn nhưng mà nó cũng sẽ bị cháy điểm ảnh do cái độ tương phản nó lên cao quá. Đấy. Thì đối với công cụ này thì các bạn nên là giảm cái strength đi và làm việc một cách từ từ. Đấy, di qua một lượt xem thử xem ổn chưa. Chưa ổn thì lúc đấy lại di qua thêm một nữa. Đấy, chứ đừng có mắm môi mắm lợi cứ di một mạch như thế này xong rồi lúc ấy mới dừng. Thì nó sẽ thường là sẽ bị rơi vào tình trạng quá đà do độ tương phản nó lên cao quá. Thực ra thì công cụ này thì nó cũng có cái tiện, tức là chúng ta có thể lách vào, chúng ta có thể làm tỉ mẩn ở những vùng nhỏ. Đấy, nhưng mà thường thường thì đối với những cái lệnh mà làm sắc nét hay là tăng độ tương phản thì chúng ta sẽ làm việc với lệnh, nó thường là nó sẽ ổn hơn. Đấy, thế còn công cụ Smooth cũng ở trong nhóm thì nó cho phép là chúng ta di nhòe một cái vùng ảnh từ chỗ nọ sang chỗ kia, đúng không? Dịch di nhòe. Thế cái này thì nó liên quan tới một cái bài mà hôm trước chúng ta đã giao rồi, đúng không? Thì bây giờ tôi nói lại cái phần này một tí. Ví dụ đây các bạn xem có cái bài nó gọi là cái bài làm chữ cháy, đúng không? Chữ cháy thì đây, để chúng ta cùng nhau xem cái cách làm nguyên thủy. Tôi sử dụng công cụ, tôi sẽ vẽ ra một cái chữ, ví dụ lửa, đúng không?
Bây giờ chúng ta sẽ chọn một màu nữa, ví dụ màu vàng. Lúc này tôi sẽ chuyển đổi chế độ, tôi cho nó chế độ là vẫn bút, nhưng mà lúc này thì tôi sẽ chọn cái chế độ là behind, vẽ là phía sau. Đó. Ví dụ thế. Thế sau khi mà chúng ta đưa thêm một số các cái màu mềm vào đây thì chúng ta mới quay trở lại chúng ta sử dụng công cụ. Công cụ này sẽ di nhòe. Tuy nhiên trong quá trình làm thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái công cụ này có cái điều tiết to nhỏ về size cũng như là cái độ strength mạch nhẹ khác nhau. Đó, ví dụ tôi chọn này. Di và tôi bắt đầu kéo cho nó bốc lên như thành lửa này. Đó. Cái này tôi có thể di nó mạnh hơn này. Cái này tôi sẽ lại có thể cho bút nhỏ hơn một tí, strength nhỏ hơn một tí chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Thì với cách như thế này thì chúng ta có thể là làm cho những cái chữ nghĩa của chúng ta hay một cái hình gì đó chúng ta làm trông nó sẽ giống như là gì đây, bốc lửa. Đấy, gì ít, gì nhiều, gì dài, gì ngắn, tùy theo cái tay của chúng ta, tùy theo cái tham số mà chúng ta di dịch ở trong cái tham số trang cũng như là độ to nhỏ của đầu bút, nó sẽ làm cho chúng ta có thể làm ra những cái vệt bốc lửa to nhỏ với nhau và trộn. Đấy thì đây là cái việc của cái công cụ trang này, là cái công cụ smooth này, nó giúp cho chúng ta di trộn những cái vùng điểm ảnh vào với nhau. Thì đấy là cái cách sử dụng của công cụ cuối cùng ở trong cái nhóm là Blue, Sharp và Smooth.